Trước ngày 24 tháng 6 năm 2021, nhận được thông tin từ ngành y tế tỉnh Tây Ninh, Đức Quệ có một trường hợp nghi nhiễm với Covid-19 là nữ công nhân 20 tuổi, làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Winga thuộc khu công nghiệp Thành Thành Công trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nữ công nhân này ngụ tại ấp khai xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Quệ. Trước đó vào ngày 23 tháng 6, khi đến công ty làm việc, nữ công nhân được xét nghiệm nhanh kháng nguyên là dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, nữ công nhân này được tiếp tục xét nghiệm PCR cũng cho kết quả tương tự. Ngay khi nhận thông tin có trường hợp nghi nhiễm, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người huyện Đức Huệ chỉ đạo khẩn cấp các ngành chức năng huyện và các địa phương khẩn trương truy vết, khoanh vùng, tổ chức phun khử khuẩn, tiêu độc trên địa bàn nơi nữ công nhân này sinh sống qua điều tra dịch tễ, bước đầu đã xác định liên quan đến trường hợp nghi nhiễm này có tất cả 12 f1, 58 f2 trên địa bàn xã Mỹ Quy Đông và xã Mỹ Thành Bắc. Các trường hợp f1 được đưa đi cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm pcr cho kết quả lần một đều âm tính. Hiện lực lượng chức năng trong huyện đang tiếp tục truy vết các trường hợp là f2, f3 trên tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, không bỏ sót. Liên quan đến một trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, qua truy vết trên địa bàn xã Mỹ Thành Tây, huyện Đức Huệ cũng ghi nhận 5 trường hợp F1 và được đưa đi cách ly tập trung tại điểm đào tạo nghề Đức Huệ, cơ sở Đức Hòa, trường Cao đẳng Long An. Chính quyền xã Mỹ Thành Tây vẫn đang khẩn trương truy vết các trường hợp F2, F3 theo quy định. Như vậy theo thống kê, tính đến trưa ngày 25 tháng 6, qua truy vết huyện Đức Huệ có 329 trường hợp là F1, F2 và F3 liên quan tới hai trường hợp nghi nhiễm nói trên.